Úi giời, bom, máy bay, ca lông. 8 thằng Goblin. Trận này chắc có 8 thằng Goblin rồi anh em ạ. Rồi ok rồi anh em, chào mừng anh em đến với cả Game Today. Hôm nay là cái ngày chủ nhật, một cái ngày nghỉ cuối tuần. Chúc anh em là xem clip vui vẻ nha anh em nhá. Hôm nay thì cũng như hôm qua thôi. Xin phép anh em là hôm nay tôi ra đúng một cái clip duy nhất nha anh em nhá. Đúng một clip duy nhất thôi. Nhưng mà anh em yên tâm nhá. Chắc chắn là tôi sẽ cố gắng để cái clip hôm nay nó phải là một cái clip đỉnh cao, để anh em cuối tuần anh em coi như là xem được một cái clip mắc binh của tôi nhá. Chắc chắn rồi. Hôm nay tôi sẽ phải chơi mắc binh, thể hiện hết các cái kỹ năng trong một cái trận đấu ngày hôm nay. Một cái trận đấu vào ngày chủ nhật à. Hôm nay thì nhìn thế này là biết rồi, sẽ có người chơi Goblin. Và tôi cũng không ngoại lệ nha anh em nhá. Riêng mấy ngày buổi hôm trước ý, anh em bảo tôi chơi Goblin thì tôi còn có một chút gì đấy tôi đắn đo, suy nghĩ. Bởi vì không biết là chơi thì liệu rằng là có hay không. Nhưng mà tôi nói thật với anh em nhá, tôi đã hứa với anh em từ những cái buổi trước là tôi luyện cái bộ Goblin này rồi. Chính vì thế đến hôm nay thì tôi phải nói thật với anh em là tôi tự tin luôn. Đấy, nói thật với anh em là tôi tự tin luôn. Là bây giờ trình độ chơi Goblin của tôi nhá, là nó không kém bất cứ một ai đâu. Tuyên bố luôn là thông thạo 10 cái bộ này rồi nhá. Đấy, nó chơi như nào thì đợi chút, đợi chút anh em. Đấy, còn bây giờ nhá, trận này đúng không? Trận này có bom, có máy bay, có ca lông, là chọn Goblin đúng không? Đa phần là như thế đúng không anh em? Đúng rồi, chắc chắn là như thế thôi. Khi mà chúng ta có một con ca lông, một con bom, một con máy bay, ba con truyền thuyết, thậm chí là trận này có cả Dark Spirit. Đấy, bốn con truyền thuyết ở trong bộ Goblin, mắc binh, thì là chúng ta chọn Goblin đúng không? Đúng, chắc chắn rồi. Tư duy một cái người biết chơi, người biết chơi thì không có cái đời nào mà một cái line up, một cái bộ truyền thuyết nó hiện lên như này với bốn con thuộc cái bộ Goblin mà không chơi. Đấy, bộ truyền thuyết rồi có bốn con Dark Spirit, ca lông, bom máy bay. Trời ơi, bộ truyền thuyết như này mà không chọn Goblin thì nó lại bị ngu anh em ạ. Chắc chắn rồi. Tuy nhiên là để cho anh em thấy nhá, đây tôi nói này, để cho anh em thấy cái độ thông thạo 10 của tôi ấy, ở trong cái bộ Goblin ấy, thì tôi xin phép anh em là tăng độ khó trong cái game này lên. Là mặc dù là có bốn cái con nhá, Dark Spirit, bom, ca lông, máy bay đúng không? Đấy, ở trong bộ Goblin đúng không? Đấy, nhưng mà tôi khẳng định với anh em luôn là không phải là vì bốn con đấy mà tôi chơi Goblin ở trong trận đấu này. Chính vì thế nên là trong cái trận đấu này xin phép anh em là tôi không chơi bốn con đấy nhá. Ồ đúng không? Được không? Được, được. Cái này nó mới gọi là tăng độ khó này. Đấy là có bốn con đấy nhá, nhưng mà để cho 8 ông còn lại, để cho 7 ông còn lại chơi. Đấy, còn tôi không chơi. Được chưa? Ok chưa? Đấy, để thử thế nào, thử sức mình như nào. Xem là liệu rằng là có phải là thông thạo 10 cái bộ Goblin này không. Đấy, không thèm chơi luôn nhá anh em nhá, không thèm chơi luôn. Đấy, bom máy bay, ca lông, Dark Spirit không chơi anh em nhá, ra không chơi luôn. Ok, để cho anh em thấy là thật sự là tôi đã thông thạo 10 bộ này rồi. Đấy, để xem nó như nào nhá, chơi như nào. Có cách chơi riêng anh em ạ, có lối đi riêng. Có lối đi riêng mà tôi đã phải tập rồi đấy. Tôi tức là trước đấy là tôi nói với anh em là tôi không chơi, bởi vì là tôi cần có thời gian để tôi tập luyện cái bộ này. Đấy, thì bây giờ tôi tập luyện nó đã thành công. Và bây giờ tôi chơi cho anh em xem nhá. Chơi để xem là thế nào, liệu rằng là xây dựng như nào đây, ở giai đoạn đầu game sẽ như nào đây, chơi như nào đây. Cái này nó vẫn là câu hỏi chấm thôi, hỏi chấm. Mà anh em nhá, cái trận đấu này mà anh em mà tôi cũng nói luôn, mấy ông mà hay tua một phát đến cuối cùng thì không bao giờ biết được cái tinh túy ở trong cái trận đấu này đâu. Nó xây dựng nó như nào thì nó lại phụ thuộc rất nhiều vào cái đầu game, cái giữa game. Đấy, nói để cho anh em biết chứ còn đấy, nhiều ông lắm. Bây giờ dạo này có mấy cái ông mới vào xem xong rồi cứ kiểu dạng như là tua đến cuối game ấy, chả biết là chơi như nào, cứ tua đến cuối game thấy cái đội hình cuối game xong bắt chước theo. Thấy tôi từ top 1 bắt chước theo nhưng mà làm gì được anh em, không được, làm sao mà được như thế. Cái đội hình top 1 nó đâu phải là chỉ là có cái đội hình đấy đâu. Mà tôi thấy đa phần các cái ông mà chơi xong rồi chơi làm theo clip xong rồi tụt rank ý, thì thường là như thế này này. Vào video clip đúng không? Vào đi video clip xong rồi tua phát cuối, thấy cái đội hình này, à đội hình này top 1 chắc là mạnh, chơi theo chết ngay nhá anh em nhá. Đấy, hôm trước thế tua được quả, tua chắc là cũng có mấy ông là xem xong rồi confirm lại tua đến cuối cùng.
xem cái thấy cái con rồng mập này rồi thì kết hợp với cả bộ gót đỏ hay là cái con nhện kết hợp với cả gót đỏ đấy, cứ tập theo mà không biết được là ở giữa game nó như nào anh em ạ. Đấy, sau bảo yếu, sau lại bảo tôi là hướng dẫn là coi như là liên thiên linh tinh để cho anh em bị tụt rank. Ủa hay tôi có bảo anh em bắt chiếc theo đâu. Đấy, thế thôi, cái trận đấu này thì tôi cũng nói luôn nhá. Đấy, đừng có làm theo, xem cho nó vui thôi. Đấy, chứ còn không phải là ai cũng làm được đâu. Không phải ai cũng làm được đâu nhá. Anh em nên nhớ là form là cái đội hình ấy, nó chỉ là một cái nó gọi là một cái tiêu chí để đánh giá cái sức mạnh của đội hình thôi. Chứ còn nên nhớ là ở đây nó còn là cả đối thủ nữa cơ mà. Chúng ta còn phải xem là đối thủ có counter chúng ta không. Đấy, thế mới có cái giai đoạn giữa game đánh giá đối thủ như nào, xây dựng đội hình như nào, giữ máu như nào, chọn đội hình nào để counter đa số đối thủ. Đấy, anh em thấy không? Tất cả cái đấy là nó lại nằm vào cái giai đoạn giữa game, cái giai đoạn mà xây dựng đội hình. Chứ còn không phải là cái đội hình cuối game anh em ạ. Cứ cuối game đấy thì nó là phụ thuộc vào cái đội hình của đối thủ nữa cơ. Anh em hiểu không? Đấy, chính vì thế nên là cái trận gót nhện ý, tại sao tôi lại mạnh đến như thế ở giai đoạn lên game? Bởi vì tôi chọn đúng, phân tích, chọn cái đội hình counter lại cái bọn chơi ở trong game ấy. Trận đấy là coi như là toàn beat này, Hunter, Clyde. Thế là chọn ngay một cái con đường mà chọn counter đánh tay thôi. Thế là chọn đúng. Chọn đúng thì là coi như là easy top 1. Thế thôi, đơn giản thôi mà. Thế nên tôi mới nói với anh em là nếu anh em muốn chơi giống tôi mà được top 1 giống tôi thì anh em cứ chơi y hệt tôi thôi. Nhưng mà nên nhớ là y hệt nhá, y hệt là y hệt từ đầu đến cuối. Chứ còn y hệt mỗi cái đội hình cuối game, bật cái bảng kết thúc lên rồi anh em xây dựng cái đội hình như thế thì không nhá anh em nhá. Thì nó không thể nào mà nó giống tôi được đâu, nó đâu có giống tôi. Nó chỉ giống tôi ở cái bảng nó hiện lên thôi mà. Chứ nó đâu có giống tôi chơi từ đầu đến cuối đâu, đúng không? Làm sao mà giống được. Thế nên là nếu mà muốn giống tôi, muốn bắt chiếc giống tôi ấy, thì tốt nhất là anh em chơi giống hệt tôi từ đầu đến cuối nhá. Giống hết từ đầu đến cuối luôn nhá anh em nhá, không sai một tí nào luôn thì được. Chứ còn anh em không giống tôi thì làm sao mà có kết quả giống được. Bảo sao cứ bảo là tôi chơi linh tinh, tôi hướng dẫn linh tinh. Tôi đâu có hướng dẫn, tôi không hề hướng dẫn nhá. Tôi nói ngay từ đầu rồi, clip này xem giải trí thôi, đừng có làm theo. Làm theo khó lắm. Chính vì khó nên là mới có nhiều người xem đấy. Chính vì khó không làm được nên mới có nhiều người thích xem. Chứ không phải là vì là tôi ra hướng dẫn, tôi đều hướng dẫn ai cả nhá anh em nhá. Anh em đừng có nghĩ là tôi ra clip để hướng dẫn anh em top 1 không nhá, không có đâu. Đéo ai hướng dẫn anh em top 1, hướng dẫn cho anh em top 1 để anh em vào anh em đấm tôi sấp mặt à. Đùa thôi, tôi chỉ đùa thôi. Chứ còn thực ra thì tất cả những cái tinh túy nó có trong clip hết rồi. Chả qua là có anh em cái tiếp thu của từng anh em nó khác nhau thôi nhá. Để xem vào cái độ tiếp thu của anh em nó như nào thôi. Đấy, chứ còn tất cả nó đều là có hết thì mới top 1 được chứ, đúng không? Tất cả tôi phân tích như nào, tôi chơi như nào tôi đều nói mà. Đấy, nhưng mà nó tùy vào anh em. Đấy, tất nhiên là mấy ông tua thì không nói làm gì, còn các anh em mà xem từ đầu đến cuối mà xem hết thì chắc là anh em cũng có thể tiếp thu được đấy. Cũng có thể tiếp thu được đấy. Đấy nhá, cái trận này thì chơi Goblin, trận này có rất nhiều người chơi Goblin. Đấy, để chứng minh cho anh em thấy là tôi cũng chơi Goblin. Và tôi chơi theo cái cách của riêng tôi. Đấy, tôi tập luyện và tôi nghiên cứu ra đấy, cái cách chơi nhá. Đấy, tôi sắp đến cái cách chơi rồi đấy. Bắt đầu mua dần mấy con Goblin này. Sau đó tôi sẽ, trận này tôi sẽ rất là chi tiết để cho anh em biết cái cách chơi của tôi nhá. Mà cũng có thể nói là đây nó là bí kỹ của riêng tôi đấy nhá anh em nhá. Lại một hôm nữa tôi chia sẻ bí kỹ. Và tôi cũng rất mong là cái con game này tôi sẽ nhận được nhiều like từ phía anh em nhá, anh em nhá. Rất hy vọng là sẽ có một cái clip, video clip nhận được nhiều like từ một cái con game đặc biệt trong một cái lối chơi đặc biệt anh em nhá. Rồi, bắt đầu rồi. Trò chơi bây giờ mới bắt đầu anh em nhá. Đấy, không liên thiên lan man nữa thì bây giờ chúng ta bắt đầu. Tôi sẽ nói cho anh em từ cái khái niệm, một cái khái niệm mà có thể là các pro player mà theo cái trò này từ lâu rồi sẽ biết cái khái niệm đấy. Anh em có biết đến cái khái niệm, cái thuật ngữ của gamble không? Nếu mà anh em xem tôi từ những cái ngày đầu tiên tôi làm clip ấy thì cái khái niệm về gamble ấy đã được tôi áp dụng. Cái chiến thuật gamble đấy là gì? Tóm tắt lại cho anh em. Gamble nghĩa là chúng ta sẽ không up cấp. Chúng ta sẽ hyper roll. Roll rất nhiều ở level thấp. Đấy. Anh em nhá, roll rất nhiều ở level thấp. Ồ. Ui. Ủa.
Ui, tốt quá không nhở? Tôi chết rồi. Ê, eo eo eo. Được, 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 cậu thật đang coi như là chia sẻ với anh em chiến thuật gamble mất mẹ nó một đấy rồi một món đồ rồi chán thế. Thế là không được chọn cái món đồ ở cái ô đấy. Thôi chết rồi, tôi thiếu viên ma lăng anh em ạ, thiếu viên ma lăng chán đời thế như nhở. Thôi chết rồi, thế là lại đã khó lại càng tăng độ khó, lại càng tăng độ khó cho con game này anh em ạ. Dã man thật sự đấy. Ôi dồi ôi, nhìn này chỉ muốn quit game và làm game mới cho nó dễ. Đùa. Chơi Goblin nó đéo có ma lăng người chơi kiểu gì đây. Cày thế nhờ. Không sao, không sao anh em ạ. Có khó thì nó mới ló cái khôn nhá anh em nhá, yên tâm, cứ yên tâm của tôi. Được, chấp. Chấp các bạn. Cho tăng độ khó trong game đi. Chiến thắng nó là càng coi như là vẻ vang nó càng rực rỡ. Không có vấn đề gì hết. Vẫn chơi được. Nha anh em nhá, vẫn chơi được. Ok. Thì này, chiến thuật gamble nha anh em nhá. Quay trở lại cái chiến thuật gamble là bây giờ chúng ta sẽ không up cấp. Đấy. Đi ngược với cả cái cách chơi bình thường của cái bộ này. Đi ngược với cách chơi bình thường của cái bộ này. Đấy chính là up cấp thật nhanh lên 8 để roll ra con bom. Thậm chí là có thể là up cấp lên 9 để roll ra bom, roll ra máy bay và roll ra con cá lông. Nhưng mà tôi không chơi như thế. Tôi chơi ngược lại luôn. Tôi chơi ở level thấp nha anh em nhá. Tôi đéo up cấp luôn. Tôi chơi ở level 5 luôn, tôi roll luôn nha anh em nhá. Roll ở level 5 luôn. Bây giờ chúng ta đang ở level 5 và chúng ta có 50 tiền để chúng ta roll. Roll là roll 3 sao luôn anh em ạ. Gamble roll 3 sao. Ok. Rồi. Bắt đầu rồi. Let's go. Riêng cái round này là roll luôn. Ok. Ok. Đập trứng luôn cho con mèo đây. Ok. Round này là bắt đầu không có slot rồi. Bán bớt đi. Ok. Vậy là chúng ta bán tiếp. Bán tiếp một con nữa. Ok. Bán gấu luôn. Bán gấu luôn anh em ạ. Đéo nói nhiều. Ok. Rồi. 3 mic vào đã này. Rồi. Tôi nguyện giữ ở level 5 để tôi roll nha anh em nhá. Nguyện giữ ở level 5 để roll 3 sao. Đơn giản thôi, bởi vì là ở level thấp ấy thì roll những cái con 1 tiền, 2 tiền nó dễ hơn, nó ra dễ hơn với 30%. 30% 2 tiền và lên tới 35% 1 tiền cơ. Thì chúng ta cứ roll ở level thấp thôi. Ui mẹ ơi, đẩy 10 máu cả. Không sao hết. Cứ roll ở level thấp. Áp cấp lên là cái cơ hội nó ra nó khác hẳn ngay nha anh em nhá. Đã roll là roll ở level thấp. Nhất định là không áp cấp luôn. Đây rồi. Ui đây rồi. Được đấy. Được đấy, được đấy. Đấy, chúng ta chơi gamble nha anh em nhá, gamble. Rồi. Có một cặp ở đây. Chưa áp 6. Chưa up 6 anh em ạ. Nhìn là biết là có thể là ăn được rau quái ở rau sau là không up 6. Thế thôi. Mà hơi đen là quả vừa rồi toang rau quái nên là tôi không có được cái món đồ ở trong cái rau đấy để tôi chọn cái viên ma lăng. Hơi cay đấy. Không có ma lăng là chơi là khó hơn so bình thường, nhưng mà không sao, bây giờ ổn rồi anh em ạ. Roll được full 2 sao là ổn rồi. Đấy, cứ có mèo mà có hai con 2 sao là ổn ở trong cái bộ Goblin. Là giữ máu ở cái tầm này, giữ máu rồi. Chúng ta roll sớm. Roll sớm. Form bài sớm. Mà bây giờ thắng là có công nghệ mech để roll rồi. Ok. Cứ roll ở level thấp thôi nha anh em nhá. Trứng này. Ok. Thế này được rồi. Anh em thấy không? Roll ở level thấp tỷ lệ ra ở 1 sao nó là 3 à, nó là 40% đấy, 1 sao là 40% đấy. Còn 2 sao là 35%. Cực kỳ dễ ra luôn. Roll 2 cái là ra rồi. À, chúng ta cứ giữ ở đây thôi.
về kinh nghiệm của tôi chơi với cái đội hình như thế này là đép ngon ra quái, không cần phải up cấp. Up lên 6 cái tỷ lệ khác ra là khó ngay nhá anh em nhá. Là roll là khó ra ngay, nên là cứ roll ở 5 thôi, roll ở 5 thôi, không cần phải lên 6. Đấy, còn chắc chắn là ra quái là ăn được rồi, thì tự tin luôn là ra quái là ăn được luôn. Rồi thế thôi, bây giờ chúng ta cứ đợi thôi, chúng ta cứ đợi tiền 50 tiền roll lên 3 sao thôi. Đấy, lên được 3 sao thì theo kinh nghiệm của tôi là cứ được một con thì là up cấp thôi. Ví dụ như là có một con lên 3 sao thì up thêm được một cấp. Đấy nhá anh em nhá. Đấy, lý thuyết thì là như thế. Là tôi chơi thì là quen là như thế rồi, nên là anh em có thể là tham khảo thêm. Là cứ một con 3 sao rồi tôi up một cấp. Đấy. Và tôi cứ roll thôi. Có lẽ là cái round này tôi sẽ up cấp để tôi tăng cường thêm cái bộ goblin cho vào, tăng cường thêm bộ goblin đi. Đồng thời là cũng có thêm một con tăng cơ ở phía trên cho con Heaven Bomber là bắn trưởng anh em ạ. Rồi. Về căn bản là Heaven Bomber bây giờ nó chỉ còn một con nữa thôi mà. Đây, lấy cái chén. Heaven Bomber còn một con nữa thôi là lên được 3 sao rồi. Trong lúc đấy chúng ta sẽ tìm những cái con còn lại. Ok. Rồi, ổn ở đấy, ổn ở đấy. Đây, tôi ghép cái này thì không có ma lăng, ghép cái găng tay cho nó tung trưởng nó sớm anh em ạ. Tốc độ tăng trưởng nó nhanh hơn. Đó. Hay lắm. Đấy, bây giờ chúng ta có công nghệ mất của chúng ta free roll rồi. Sau Reaper thôi, từ từ. Rồi, cứ từ từ thôi anh em ạ, 50 tiền mà roll. Đến cái tầm này thì đối thủ, các cái đối thủ còn lại thì cũng đang trên con đường up cấp lên 8 mà. Là chúng ta đang form được cái đội hình rồi thì chúng ta cứ roll ở đây thôi. Nhá anh em nhá, không phải vội đâu. Máu vẫn còn nhiều mà, 50 máu thoải mái luôn. 50 máu quá thoải mái để chúng ta có thể là roll tiếp kiếm 3 sao. Cứ bao giờ full 3 sao rồi up cấp cũng được. Chơi theo đúng cái kiểu là đéo cần quan tâm đến truyền thuyết luôn ấy. Nhá anh em nhá. Không cần quan tâm đến truyền thuyết luôn, không cần quan tâm. Bom máy bay là Dash Spirit thì là ca lông kệ nó thôi. Đấy, ra thì chơi thôi, còn không ra thì cũng không phải chơi. Nhưng mà trận này xác định là không chơi. Xác định luôn từ đầu là không chơi rồi. Đấy, chỉ chơi để xem là với cái cách chơi này của tôi thì nó có mạnh không nhá anh em nhá. Đấy, tôi thử cho anh em xem. Còn nói thật với anh em là tôi chơi nhiều rồi, tôi biết là nó mạnh anh em ạ. Nó là có một cái thời gian để tôi tập luyện ở cái bộ này rồi, nên là anh em cứ yên tâm. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là tôi vẫn khuyến cáo một lần nữa, đấy là anh em đừng có chơi. Đừng có chơi theo nhá, đừng có làm theo. Đừng có làm theo. Rồi, không sao, không sao, mất một chút máu thôi. Không sao, không sao, không sao, từ từ bình tĩnh. Vẫn còn 43 máu. Đây rồi. Thế này là lên được 7 rồi đấy, nhưng mà từ từ đã, run con Heaven Bomber đã anh em ơi. Từ từ đã, giữ ở level 6 run lên 3 sao. Cứ tăng được một con 3 sao rồi lên một cấp, thế thôi. Đề bài ra là như thế thôi. Đấy, như thế này là có thêm một cặp nữa này. Rồi. Cứ roll một lúc. Tranh thủ đưa hết những cái con goblin lên 3 sao. Mà bây giờ up cấp là nó sẽ tỷ lệ nó ra là khó hơn nhá anh em nhá. Đấy, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là đã chơi xác định roll ấy. Đã xác định roll là khô máu luôn ở level 5. Level 5, level 6 còn đừng có lên level 7. Level 7 là khác hẳn rồi. Lên level 7 lên level 8 nó khác hẳn rồi. Mới chấp nhận là bọn Clyde bắn không thầm lắm. Nhưng mà không sao. Đấy là vì tôi chưa có con mèo thôi. Ra con mèo thì gặp cái bọn Clyde này cũng không ngán lắm đâu. Ra mèo 2 chúng ta roll nhiều thì thế nào thì nó cũng sẽ ra con mèo 2 thôi anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Rồi. Không sao. Đây. Rồi cho cái con Zipper này vào thay cái con Skybreaker cũng được nha anh em nhá. Đây rồi. Không sao. Chưa vội. Vẫn còn chơi được anh em ạ. Trận này vì tôi không có viên ma lăng nên là nó hơi đụt một tí thôi. Bắn trưởng nó hơi lâu. Đấy, nhưng mà đến lúc mà có ma lăng rồi thì tí nữa nó có ma lăng rồi thì cái con Heaven Bomber nó sẽ gánh cho tôi, yên tâm. Con này chơi được đấy, không phải không chơi được đâu. Tôi thử rất là nhiều trận rồi. Đánh rất nhiều trận mà không hề chơi bom, không hề chơi ca lông, nhưng mà cái con Heaven Bomber nó vẫn gánh nước kèo. Nhá, Heaven Bomber mèo gánh nước kèo. Đấy, thậm chí là những cái con còn lại cũng là những cái con khi nó lên 3 sao thì nó cũng gánh hết. Đấy, thằng này là cũng to này, lên
Up cấp lên 8 ra được Dash Spirit rồi thế này. Đấy, cũng to nhá anh em nhá, cũng to đấy. Rồi chúng ta roll tiếp thôi. Mẹ cái con Heaven Bomber đéo ra. Cay nhở. Roll mãi không ra sao. À đây rồi, ui dồi ôi, đợi mãi. Đây rồi, được rồi đấy anh em, thế này là ổn rồi đấy. Thế này là ổn rồi đấy. Được. Ok, ok, ok. Thôi, round sau là có thể up 8 rồi. Round sau up 8 lên. Hay là roll mấy cái nữa để kiếm lốt nhỉ. Tôi nghĩ là tôi sẽ roll kiếm cái con Skybreaker lên 3 sao rồi tôi mới up cấp cơ anh em ạ. Chưa được, chưa được. Up lên 7 khó roll lắm anh em ơi. Tỷ lệ của nó thay đổi khác. Khó roll lắm anh em ơi. Nhất định là chúng ta không được up 7 khi mà cái con Skybreaker nó chưa lên được 3 sao anh em nhá. Dừng lại ở 7 roll cái con Heaven Bomber. À sorry anh em, con Skybreaker. Rồi rồi rồi, đây 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 đây. Sắp ra ở đây. Còn một con nữa thôi. Cố lên nào. Ui được quá nhờ. Đấy, anh em thấy chưa? Được đấy, được đấy. Thế này là được rồi, ổn rồi. Ổn rồi. Rồi. Roll tiếp không nhỉ? Tôi đang có ý định là dừng lại ở 6 roll tiếp để kiếm thêm cái con zipper lên 3 sao nữa luôn đi anh em ạ. Đã gamble là gamble hết luôn. Chờ chắc là round sau tôi up cấp, chắc round sau tôi up cấp. Ok, ok, ok. Đây này anh em thấy không? Ở 6 đấm ở 8 này. Khỏe chưa? Đến cái lúc này bọn này nó chưa thể kịp ra bom được đâu. Thì chúng ta đã form được đội hình mạnh rồi. Đúng không? Đấy. Kiểm soát ở cái giai đoạn này nó cực kỳ hay luôn. Anh em ạ. Đấy, khi chúng ta roll nhưng mới ở round 21 thôi. Đấy, anh em thấy không? Ui, dày ra con mèo 2 này. Được. Đập trứng luôn cho mèo luôn anh em ơi. Cho hai con mèo vào. Áp 7 luôn. Áp 7 cho hai mèo vào anh em ạ. Được. Được rồi. Hay lắm. Về căn bản là vì tôi chơi thông thạo ở bộ này rồi ấy. Nên là tôi biết lúc nào thì lên áp 7, lúc nào thì cái đội hình nó mạnh. Cái điểm rơi của đội hình ấy ở trong cái từng cái giai đoạn nó quan trọng lắm. Đấy. Nhiều khi mình không quen một cái là dễ là đánh giá sai cái sức mạnh của những cái thằng còn lại ngay. Đấy, tầm này 6 like rồi đúng không? 6 like kết hợp Glacier rồi đúng không? Cũng mạnh, nhưng mà so với tôi thì bây giờ thì nó lại là mũi rồi anh em ạ. Thấy không? Anh em thấy không? Khỏe chưa? Đấy. Tầm này thì bây giờ lại là rồi mũi rồi. Khi mà chúng ta bây giờ up cấp thì chúng ta lại yên tâm luôn bởi vì có 3 sao. Đấy, nó cũng thế cơ. Nó chưa cần ra bom mà cũng đéo cần ra bom. Tôi nói luôn là trận này tôi kích hoạt bằng Wizard luôn. Tôi cũng chả có trông chờ gì vào mấy cái con bom hay con máy bay cả. Đấy, không trông chờ gì vào bom máy bay với cà lông hết nha anh em nhá. Đấy, mua hẳn Skybreaker lên 3 sao luôn. Skybreaker, Soundbreaker, Heaven Bomber, Zipper, mèo lên 3 sao. Chỉ có thế thôi anh em ơi. Thế là được rồi. Goblin chỉ cần như thế. Lên 8 luôn anh em ạ. Cái lý do tại sao tôi lên 8 bởi vì là cắt chuối. Cắt chuối cái thằng đang có chuối anh em ạ. Chưa gặp, chưa gặp. Tranh thủ cái sức mạnh của chúng ta bây giờ nó đang là mạnh và chúng ta đang có chuỗi thắng thì chúng ta up cấp luôn. Thôi bây giờ chỉ cần kiếm con zipper thôi mà, còn hai con nữa thôi. Hai con nữa là được. Đây Glacier, Glacier kết hợp với cả Wick à. Glacier Wick này. 5 Glacier kết hợp với Wick. Rồi mũi thôi anh em ơi, bây giờ tôi 3 sao tôi trâu lắm. Cái bọn mất này lên 3 sao nó còn được cộng thêm cả hồi máu theo dây mà. Đấy, bây giờ chiến thắng là có free roll thôi. Có cái công nghệ back roll free. Là bây giờ cái lo về cái vấn đề tiền roll là nó không cần phải lo nữa rồi. Có tiền để roll. Đấy, không mất tiền roll nữa. Bây giờ là roll bằng công nghệ back. Chiến thắng là có công nghệ back roll. Coi như là tiền bây giờ là chỉ để up cấp thôi. Tiền bây giờ là chúng ta sẽ up cấp lên. Nhưng mà theo tôi đánh giá thì là nếu mà chơi chuẩn ấy là chúng ta roll ở 8 lên hết 3 sao. Mèo 3 sao này, zipper 3 sao rồi mới áp cấp nha anh em nhá, không phải vội đâu. Đấy, thằng ra bom ra máy bay rồi nhá. Đây nhá anh em nhá, anh em sẽ thấy nhá. Đối thủ ra bom ra máy bay rồi nhá. Ok, gặp luôn này, gặp luôn này. Ra bom ra máy bay luôn. Ờ, đủ bộ goblin max rồi nhá anh em nhá. Thằng này thậm chí là đủ bộ goblin luôn.
Anh em thấy chưa? Ui rồi đủ bộ goblin đéo ăn được này. Anh em thấy sức mạnh chưa? Đấy, thông thạo nó khác anh em ạ. Nhìn biết ngay, nhìn phát biết ngay là khỏe. Bởi vì chơi nhiều rồi. Chơi nhiều rồi nên là hiểu được cái sức mạnh ở cái giai đoạn đấy. Dark Spirit đúng không? Đéo mua. Đấy, khẳng định luôn từ đầu luôn là tôi không chơi. Kể cả là có truyền thuyết, có Dark Spirit, có bom, không chơi luôn. Nhưng anh em nhá, không chơi. Để cho anh em thấy cái sức mạnh của bộ này nó như nào. Không cần phải đủ bộ luôn. Không cần đủ bộ Goblin. Còn nếu đủ bộ Goblin thì đương nhiên nó sẽ mạnh. Nhưng mà không cần luôn. Anh em thấy không? Tự nhiên tôi phọt phát tôi lên top 2 này. Đấy. Kinh chưa? Kinh không? Hay không? Hay không? Hay chứ. Hay chứ. Đó, không phải tự nhiên mà tôi lại tự tin đến thế đâu. Hôm trước tôi có nói với anh em rồi. Là chơi Goblin ý. Là phải tập thì mới chơi được. Thì muốn tập thì là phải có thời gian. Thấy không? Hôm nay tôi đã tập được rồi. Tôi xin phép được coi như là một cái buổi trình diễn nghệ thuật cho anh em xem. Tăng độ khó trong game bằng cái việc là không chơi bom, không chơi máy bay. Đấy, khẳng định từ đầu luôn nhá. Đây rồi, viên ma lăng rồi anh em ơi. Trời ơi, tôi đợi mãi. Tôi đợi mãi anh em ạ. Đây rồi. Đấy là tôi còn thọt đồ ấy nha, tôi còn không có đồ rồi đấy. Mà tôi mạnh đến cỡ là như thế này. Đấy, không viên ma lăng nên là tôi là phải bổ sung vào bằng một cái con dứa so ở dưới này. Để nó giúp tôi tăng mana để tôi bắn trưởng. Chứ còn thực ra là nếu mà có ma lăng, có bờ linh thì tôi cũng chả cần cái con CM ở đâu. Con dừa so ở đâu. Con dừa so tí nữa tôi bán đi thôi mà. Đây gọi chỉ là gọi là vì không có đồ nên phải tận dụng. Không có đồ nên phải tận dụng thôi. Thằng top 1 nó còn chơi beat được rồi nhá. Thằng top 1 chơi beat đấy. Và tôi thậm chí là bây giờ tôi còn không có đủ bộ goblin. Và tôi vẫn tự tin là vào cái sức mạnh của đội hình này. Khi mà có lên được 3 sao. Đây rồi. Này chưa gặp thằng beat này. Gặp thằng beat này nhưng mà thằng beat này chưa đủ bộ. Beat này là mới có 4 beat thôi. Chứ chưa phải 6 beat. Vẫn chơi được. Anh em thấy khỏe không? Khỏe chưa? Đấy. Đam từ cái con zipper kìa. Anh em nhìn cái đam đi. Đam từ zipper 7.000 đam luôn. Khỏe chứ. Đâu có yếu đâu. Đây rồi. Roll. Roll tiếp anh em ạ. Roll ở 8 thôi. Không lên 9 đâu. Đấy, bây giờ ra có cả con Lancer tôi cũng bỏ qua luôn nhá, tôi không chơi luôn. Chỉ chơi Goblin, đang có chuỗi luôn kìa. Anh em thấy không? Ui rồi. Tôi lại còn đang có chuỗi luôn. Ơ đen nhở? Đấy, lên 8 nó khó luôn ra anh em ạ. Đấy, lên 8 nó luôn mấy cái chưa thấy ra. Chúng ta còn thiếu con Velom. Velom Lancer nữa là đủ bộ à? Nhưng mà đúng là lên 8 bắt đầu khó roll ra những con một tiền thật. Đấy, từ đấy giờ roll là không thấy zipper, không thấy thấy sao breaker đâu. Anh em ạ. Đúng là khó roll hẳn. Đây rồi. Ui giời, ca lông 2 này. Ca lông 2 bom 2 con mẹ. Đỏ nhá, đỏ nhá, đỏ nhá. Đỏ đấy nhá. Ca lông 2 bom 2 thì thôi tôi chịu anh em ạ. Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ như nào đấy, như nào đấy, như nào đấy. Ca lông 2, bom 2. Mà vẫn thua. Ui dồi ôi. Anh em thấy chưa? Anh em thấy đủ bộ ở đây. Rồi ôi, thế thì làm sao mà đỡ tôi anh em. Tôi vẫn roll tiếp ở level 8. Tôi vẫn roll tiếp ở level 8 anh em nhá. Anh em nhìn này. Roll tiếp thôi. Không lên 9 đâu, từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã. Một con mèo nữa, một con mèo nữa thôi. Đây rồi, ui rồi ôi, đây rồi anh em ơi. Cứ bình tĩnh. Tôi thậm chí không cần Goblin luôn. Vẫn đủ sức mạnh anh em ạ, vẫn đủ sức mạnh. Chuyển đồ bớt cho mèo, round sau tôi sẽ chuyển bớt đồ cho con mèo. Được rồi, ổn rồi. Ổn rồi, tầm này là rất ổn rồi đấy. Đấy. Gặp ngay thằng 5 Glacier. Đánh cũng nhanh nhưng mà chưa kịp đấm được mấy phát thì đã bay bầu. Ui dồi ôi, anh em thấy không? Cười. Trời ơi, quá khỏe. Quá khỏe luôn. Bây giờ làm gì nhỉ? Bây giờ up cấp lên 9 cho đủ bộ Goblin vào luôn, đúng không?
lên 9 cho đủ bộ Goblin vào. À đây rồi. Ui được đấy nhờ. Được đấy, được đấy. Kiếm nốt cái con Zipper anh em ạ. Tôi định roll nốt cái con Zipper bởi vì lên 9 để roll cái con này nó cũng khó. Lên 9 roll cái con Zipper là khó hơn. Chắc là tôi dừng lại ở đây, tôi roll cái con Zipper lên 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 3 sao đã rồi tôi mới up cấp. Cái này là phải lên 9 thì mới đủ bộ được cơ anh em ạ. Lên level 9 mới đủ bộ Goblin được. Đây rồi, beat đủ bộ ấy nhá anh em nhá, có ngộ không đây rồi. Có ngộ không, có cáo 2 đây rồi. Chắc là tôi thua. Ui, đéo thua cơ. Ồ, ui rồi ôi, mạnh chưa. Đủ bộ đấy, đủ bộ đấy. Có cả ngộ không, có cả cáo rồi. Mà tôi vẫn ăn được này. Tôi còn chưa có đủ bộ Goblin, anh em thấy không? Đấy, kinh nghiệm nó như thế. Chơi, đã bảo là luyện cái bộ này lâu rồi. Nên là bây giờ là đã có kinh nghiệm chơi anh em ạ. Có kinh nghiệm chơi rồi. Cái tầm này là bây giờ tôi biết cái sức mạnh là, cái sức mạnh ở cái thời điểm này là không thua được đâu. Mặc dù là không có đủ bộ Goblin nhưng mà tôi có 3 sao. 3 sao cảnh hết anh em ơi. Được chưa? Được chưa? Ổn chưa? Đấy, cách chơi gamble, chiến thuật gamble rất hiệu quả luôn. Anh em nếu mà anh em tin tôi thì anh em cứ thử nhá. Và anh em nhớ là anh em chơi giống hết tôi nhá, anh em đừng có chơi cái kiểu khác. Không là tôi ấy, toàn ấy. Nhìn nhá, nhớ. Nhớ chơi như nào là chơi y hệt như thế. Được chưa? Ok chưa? Đấy, em thử đi. Đấy, còn anh em đừng có bảo là chơi toang nhá, anh em đừng bảo chơi toang tí nữa xem có toang không. Đấy, không hề toang đâu, mạnh đấy. Đấy rồi, giáp ra bò đây rồi, được. Giáp băng luôn. Ui, đéo có đồ, thôi được rồi. Thế thì lấy cái búa sét. Lấy búa sét cũng được. Lấy búa sét. Búa sét này nó cũng tăng mana nhanh anh em ạ. Rồi. Lên 9 luôn. Đủ bộ Goblin anh em ơi. Ok. Bây giờ sẽ đánh bằng con mèo. Bây giờ phải đánh bằng con mèo rồi. Tầm này phải đánh bằng con mèo. Ui máy bay này. Nó ra chơi nha anh em nhá. Nó ra chơi. Nó ra chơi anh em ạ. Nó ra chơi. Đấy nhưng mà nó ra là mới chơi nhá, chứ tôi không phụ thuộc gì vào nó đâu. Đấy là chả may nó ra thôi, đây là tai nạn nha anh em nhá. Tai nạn là tự nhiên ra máy bay thì phải chơi thôi nhá, chứ còn cũng không không thích chơi đâu. Úi rồi, cà lông 3 tia. Cà lông 3 tia luôn này. Cà lông 3 tia, máy bay 2, bom 2. Thôi thôi, thế tôi chịu. Thế bây giờ thì yếu hơn rồi, yếu hơn đối thủ rồi anh em ạ. Tầm này yếu hơn rồi. Bom 2, máy bay 2, cà lông 2 ạ. Full bộ 6 mech, 6 goblin rồi. Được đấy, được đấy. Ui rồi, có cái Berlin luôn. Ờ thì bây giờ lại khác nhá. Có Berlin cho Heaven Bomber. Có Berlin cho Heaven Bomber là khác đấy. Được. Roll thêm con mèo nữa 3 sao đi. Được không? Đấy rồi. Ok. Vừa nãy là vì là tôi cho con máy bay vào nên nó không có đủ bộ của Berlin đấy. Sai, sai lầm ở chỗ đấy anh em ạ. Bây giờ khác. Bây giờ khác. Vừa nãy là sai lầm là vì là cái con máy bay nó không kích hoạt được bộ Goblin. Chính xác. Đấy nó là cái sai lầm rồi anh em ơi. Còn thực ra là tôi chắc chắn là tôi không thua nó đâu. Chấp cả Galong 2, cả máy bay 2 luôn. Thậm chí là tôi chấp thêm nó luôn. Là hai con bom 2, hai con máy bay 2 đấy. Tôi chấp luôn. Tí nữa ra thử biết ngay nhá. Biết ngay thôi mà, có gì đâu. Thôi ghép cái Blink, ừ, quên. Quên ghép cái Blink. Khổ. Đấy rồi, beat đây rồi. 6 beat thì nói chung là không có cửa với Goblin. Nói cho nó nhanh. Đấy. Ăn được không? 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 Ăn được chứ. Ui giời ơi. Xôi ôi. Lên 9 nó kẹp thêm con máy bay vào là có 6 mech, 6 goblin đấy. À lên 10. Lên 10 là có 6 mech, 6 goblin đấy. Đây rồi. Bây giờ mà lên 10 là có 6 mech, 6 goblin này. Rồi ok. Đem cái bạn Goblin quay trở lại đây. Đem nó quay trở lại đây với tôi. Ồ, trông to đấy. Đồ dồn hết cho Ca Long à? Không sao. Vẫn chơi được. Tự tin luôn nha anh em nhá. Thông thạo 10 nó phải khác. Mất công rèn luyện cái bộ này không thể thua được đâu.
Kinh đấy, ui giời, ca lông ba tia. Được đấy, trông có vẻ to. Ừ, nào có ăn được không? Ăn được không? Ăn nổi không? Ui rồi anh em nhìn này. Ui ơi, không ăn thua. Không ăn thua. Thôi được rồi, solo, bây giờ solo. Solo. Đối thủ bây giờ mới nhận ra này. Bây giờ mới nhận ra tôi này. Đấy. Bây giờ là mới nhận ra tôi. Ơ, thế đéo nào? Thế đéo nào? Có một thằng chơi Goblin à? Nhưng mà không có bom, không có máy bay, không có ca lông. Chuẩn bị lên 10 rồi anh em. Kiếm cái công nghệ mất đã. Kiếm cái công nghệ mất rồi nó sẽ ra bom nha anh em nhá. Nhưng mà để tôi vẫn giữ cái đội hình như này để xem có ăn được nó không. Đấy, tôi vẫn giữ lại cái đội hình như này để xem có ăn được nó không. Chứng minh cho anh em thấy là xứng đáng top 1 trận này là cái người chơi Goblin hay nhất. Ok, người chơi Goblin hay nhất sẽ là cái người được top 1. Rồi, đây. Thậm chí là tôi phải kích hoạt là Wizard nhá. Nó là hàng real luôn đấy. Là tất cả là Goblin luôn, Goblin máy bay luôn. Chứ còn không phải chơi kích hoạt Wizard đâu. Rồi ok, xem nào. Như nào đây, úi rồi. Được không, ăn được không, ăn nổi không. Ui rồi anh em nhìn này. Trông kìa, ui rồi còn bị đẩy nhiều máu luôn. Xôi ôi, còn 2 máu. Bây giờ thì chắc là đối thủ cũng ớ, thì đéo nào. Đấy, trong đầu đối thủ ấy nhá, tôi đang diễn tả lại. Đấy, úi rồi, sang soi luôn này. Ớ, thì đéo nào. Đấy, sang soi luôn. Thế lạ, lạ thế nhở. Ơ, cái này trông lạ quá, lạ quá. Cái gì nhở, đéo hiểu cái chuyện gì xảy ra luôn. Ố, không bom, bom đâu. Ố, sao thằng này không có bom. Ố, thằng này không có ca lông. Cũng chả có ba tia. Ờ, cũng chả có máy bay. Ố, ố thế đéo nào ấy nhở. Thế đéo nào mà lại thua nhở. Ui dồi, anh em thấy không. Ui, đây sang hết rồi, sang hết xem. Ố, thế đéo nào lạ thế nhở. Trời, anh em thấy không, đến đối thủ cũng coi như bất ngờ luôn. Quả bất ngờ giây phút cuối đấy. Tức là đầu game cứ chắc mẩn là ui thế này vô địch rồi, ra bom, ra máy bay, ra ca lông 2 sao, ra cả 2 con máy bay 2 sao, 2 con bom 2 sao. Đấy, bây giờ chấp thêm cả 2 con ca lông 2 sao nữa đi xem nào. Đấy, ok chưa? Anh em thấy ok chưa? Rồi, ok. Rồi, chốt đốt cái món đồ cuối cùng này. Đấy, tôi xin phép được lấy cái gậy hack. Wow. Trông đối thủ trông rất là bất ngờ luôn đấy. Kiểu hoang mang, đéo biết cái chuyện gì xảy ra luôn đấy. Thôi up 10 cho máy bay vào anh em ạ. Trò chơi kết thúc. Roll quả cuối này. Rồi ok. Ok, cho máy bay vào này. Đây là nó chỉ gọi là hình thức thôi anh em nhá. Chứ còn máy bay nó cũng chả giải quyết được nhiều vấn đề đâu anh em ạ. Rồi nào, let's go. 2 máy bay 2 sao nha anh em nhá. 2 máy bay 2 sao. Là nó là 3 con đấy, 2 con bom 2 sao. Tức là nó là 3 con bom đấy. Và con ca lông với 3 tia. Ui dồi ôi anh em nhìn kìa. Vẫn đéo ăn được cơ. Ui dồi ôi, anh em thấy không. Trời, anh em đã thấy chưa, anh đã biết ai là cái người chơi Goblin hay nhất chưa. Tôi đã nói rồi, nó khác nhau ở cái chỗ này đấy anh em ạ. Phải mất công nghiên cứu, mất công coi như là tìm hiểu, luyện thì nó mới ra được tiếng này. Thế mà em thấy không, đội hình của tôi yếu hơn hẳn đối thủ luôn. Nhưng mà tôi vẫn ăn. Ồ, thế là thế nào ấy nhở. Đấy, tôi phải mất một slot cho cái con Wizard cơ nhá. Tôi mất một cái slot cho kích hoạt Wizard đấy. Tôi không có cái bộ Goblin hàng real. Đấy, mà tôi, cái con máy bay tôi chỉ gọi là vứt làm vào để cho nó có thôi. Chứ còn con máy bay nó cũng không kịp tung trưởng luôn. Tôi nói thật với anh em là con máy bay đấy là nó 1 sao là nó vào nó chết luôn. Ui dồi ôi, anh em thấy không, kinh không. Rồi, đây này, bây giờ tôi cho anh em xem đồ của nó thế nào nhá. Không anh em lại bảo là thằng này nó chơi kém. Không anh em lại bảo là cái thằng Goblin nó không biết chơi, nó chơi kém, nó không biết cho đồ cho con nào cả. Thì đây, bây giờ tôi cho anh em xem đồ của thằng Goblin để anh em thấy là cái thằng Goblin này nó cũng không phải là cái thằng không biết chơi đâu nhá anh em nhá. Thằng Goblin này là nó là cái thằng biết chơi đấy. Tôi để ý rồi, nó dồn hết đồ cho cái con ca lông anh em ạ. Cái con ca lông đây anh em thấy không. Úi xồi ôi, ra 2 món đồ cam cướp điên luôn. Anh em thấy không, máy bay nhá, dồn đồ cho máy bay với cả cho ca lông nhá. Đây. Đấy, có cướp điên, có 3 tia nhá, búa xét, rồi cả hút máu nhá, trừ giáp. Ui mẹ, đồ mắc binh, đồ là mắc binh luôn. Đấy anh em thấy không. Thôi rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Nói thế là đã đủ rồi nha anh em nhá. Nếu anh em còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi cái bộ Feather nó như thế nào, lông vũ tối thượng của Tuấn Cơm nha anh em nhá. Và anh em có thể chọn clip bên trái để xem một cái siêu phẩm của tôi nhá, siêu phẩm gót nhện của tôi rất hay và đặc sắc. Anh em thấy clip hay thì anh em hãy để lại cho tôi một like.
anh em có thể đăng ký để xem thêm những cái clip tiếp theo của tôi. Anh em cũng có thể đăng ký làm hội viên để có được những cái đặc quyền riêng trên kênh nha anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.